Chào mừng mọi người đã đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho các bạn những phần tin thú vị, hay và hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời giờ của mọi người nữa, chúng ta hãy bắt đầu đối với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Nga thưởng cho binh sĩ phá hủy khí tài phương Tây ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga thông báo thưởng cho binh sĩ nào phá hủy được xe tăng Leopard và thiết giáp Rappler mà phương Tây viện trợ cho Ukraine. Dựa trên báo cáo từ các chỉ huy Nga trên chiến trường, các khoản thưởng đang được chi trả cho binh sĩ Nga, những người tham gia chiến dịch và phá hủy xe tăng Leopard, thiết giáp do Mỹ và thành viên NATO sản xuất. Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm nay. Theo Bộ Quốc phòng Nga, đây là một phần trong chương trình quy mô lớn hơn, tính đến ngày 31 tháng 5. 10.257 quân nhân đã được trao thưởng vì phá hủy khoảng 16.000 trang thiết bị quân sự của Ukraine và phương Tây. Tiền thưởng cho mỗi xe tăng và thiết giáp lần lượt là 100.000 ruble, 1.192 USD và 500.000 ruble. Phi công và kiếp vận hành hệ thống phòng không sẽ nhận 300.000 ruble, 3.585 USD cho mỗi phi cơ hoặc trực thăng Ukraine bị bắn hạ. Phần thưởng tương đương cũng sẽ được trao cho người tập kích trúng hệ thống tên lửa, Tu-ka-u và pháo phản lực HIMARS của Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu ngày 11 tháng 6 đã trao huân chương sao vàng anh hùng nước Nga cho các binh sĩ phá hủy xe tăng Đức Leopard và thiết giáp Mỹ Rappler. Mỹ, Đức và một số quốc gia châu Âu đã chuyển giao cho Ukraine hàng loạt xe tăng, thiết giáp và hệ thống phòng không để giúp Ukraine tăng cường năng lực quân sự trong chiến dịch phản công. Nga nhiều lần tuyên bố mọi vũ khí được phương Tây chuyển cho Ukraine sẽ chỉ kéo dài xung đột và dẫn tới đổ máu không cần thiết, đồng thời nhấn mạnh sẽ nhắm mục tiêu vào các loại vũ khí này. Bộ phòng Nga hôm 13 tháng 6 đăng video binh sĩ nước này tiếp cận và kiểm tra xe tăng Leopard 2A6 và 4 xe Rappler ở vùng Zaporizhia. Những khí tài này tham gia trận đột kích thất bại của lữ đoàn cơ giới độc lập số 47, một trong 9 lữ đoàn 5 đấm thép được Ukraine thành lập theo tiêu chuẩn phương Tây, huấn luyện ở nước ngoài và trang bị khí tài chuẩn NATO. Chuyên gia Mỹ cho rằng Nga có thể thu được dữ liệu tình báo từ Leopard 2A6 và Rappler chiếm từ Ukraine, nhưng khi có giành được lợi thế đáng kể. Tin tiếp theo, tàu sân bay Mỹ trở lại địa Trung Hải. VFF Zara Aerofor tiến vào địa Trung Hải, kết thúc 2 tháng tàu sân bay Mỹ vắng bóng tại khu vực này. Hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội hôm 15 tháng 6 cho thấy VFF Zara Aerofor di chuyển qua eo biển Gibraltar để tiến vào địa Trung Hải, đánh dấu sự trở lại của siêu tàu sân bay Mỹ tại khu vực này sau 2 tháng vắng bóng. Hệ thống VFF Zara Aerofor là các chiến hạm thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay số 12, gồm khu trục hạm USS Roosevelt, tàu tuần dương hạm USS Normandy và tàu tiếp vận hậu cần USNS Leroy Gourmet, cùng tàu hộ vệ tên lửa Albino của Hải quân Italy. Hải quân Mỹ luôn triển khai một tàu sân bay thường trực tại Địa Trung Hải để làm nhiệm vụ răn đe và bảo vệ sườn đông NATO, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại biên giới Nga-Ukraine. USS Zara Aerofor là hạm không mẫu hạm thứ 3 được Mỹ triển khai đến Địa Trung Hải kể từ khi Nga mở chiến dịch tại Ukraine cuối tháng 2 năm 2022. Sau chiếc USS Harry S. Truman và USS Jojo HW Bush nhằm trấn an các đồng minh của Mỹ trong NATO. USS Jojo HW Bush tiến vào vùng biển này ngày 25 tháng 8 năm 2022, thế chỗ tàu sân bay USS Harry S. Truman hiện diện trong khu vực suốt hơn 9 tháng trước đó, cũng là đợt triển khai tàu sân bay liên tục dài nhất của Mỹ tại châu Âu trong hơn 20 năm. Tàu sân bay Zara Aerofor được khởi đóng năm 2009, hạ thủy 4 năm sau đó và bàn giao cho Hải quân Mỹ tháng 5 năm 2017. Giá cửu USS Zara Aerofor khi được bàn giao là 12,6 tỷ USD, vượt ngân sách dự kiến ban đầu 2,4 tỷ USD, trở thành chiến hạm đắt nhất trong lịch sử Hải quân Mỹ. Đây là tàu sân bay lớn nhất thế giới với chiều dài 337 mét, có thể chở 75 phi cơ và thủy thủ đoàn lên đến 4.500 người.
Tin tiếp theo, Hàn Quốc đăng tải trục vớt bộ phận tên lửa Triều Tiên. Hàn Quốc công bố hình ảnh bộ phận tên lửa được trục vớt dưới biển sau vụ phóng vệ tinh quân sự của Triều Tiên hồi tháng trước. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc GSC thông báo trục vớt được mảnh vỡ tên lửa hình trụ có kích thước lớn tối 15 tháng 6. Vật thể sẽ được phân tích kỹ lưỡng bởi các tổ chức chuyên môn, trong đó có cơ quan phát triển quốc phòng GSC cho hay. Seoul bắt đầu hoạt động trục vớt mảnh vỡ tên lửa của Bình Nhưỡng rơi xuống khu vực gần đảo Elcheon, Tây Nam Hàn Quốc sau vụ phóng vệ tinh thất bại ngày 31 tháng 5. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đầu tháng 6 cho biết tên lửa đẩy Chelyma-1 mang theo vệ tinh trinh sát quân sự đầu tiên của nước này rơi xuống biển do mất động lực vì quá trình khởi động bất thường của động cơ tầng đẩy thứ hai sau khi tách tầng đẩy thứ nhất. Quân đội Hàn Quốc xác định mảnh vỡ rơi xuống vùng biển cách đảo Elcheon trong khoảng 200 km về phía Tây và chìm xuống đáy biển ở độ sâu 75 mét, một phần do trọng lượng quá nặng. Hoạt động trục vớt của Hàn Quốc trước đó bị cản trở do tầm nhìn dưới nước kém, hải lưu chảy xiết và các chướng ngoại vật khác. Hàn Quốc kỳ vọng việc nghiên cứu bộ phận tên lửa có thể làm sáng tỏ về chương trình phát triển tên lửa tầm xa của Triều Tiên. Mỹ và đồng minh đều cho rằng những vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên đều chỉ là vỏ bọc để thử nghiệm tên lửa đạn đạo do chúng áp dụng công nghệ giống nhau. Triều Tiên từng hai lần phóng tên lửa đẩy mang vệ tinh hồi năm 2012 và năm 2016, tất cả đều bay qua tỉnh Okinawa ở miền nam Nhật Bản. Tuy nhiên, Ankit Banda, chuyên gia từ quỹ Kanire vì hòa bình quốc tế ở Mỹ cho rằng Triều Tiên đã phát triển thành công chương trình tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM hoàn chỉnh và không cần lấy lý do phóng vệ tinh để che giấu những vụ thử tên lửa đạn đạo. Ông cho rằng Chelyma là một tên lửa đẩy hạng trung được thiết kế để đưa vệ tinh cỡ nhỏ lên quỹ đạo gần trái đất. Bản tin thứ tư, tàu ngầm hạt nhân Mỹ lần đầu cập cảng Hàn Quốc sau 6 năm. Chiến hạm USS Michigan cập cảng Busan đánh dấu lần đầu hạt nhân mang tên lửa dẫn đường của Mỹ trở lại Hàn Quốc kể từ năm 2017. Chuyến thăm của tàu ngầm hạt nhân Mỹ đến Hàn Quốc nhằm thực hiện thỏa thuận thuộc tuyên bố Washington được lãnh đạo hai nước thống nhất hồi tháng 4, trong đó có tăng cường hiện diện các khí tài chiến lược ở bán đảo Triều Tiên. Tư lệnh Hải quân Hàn Quốc Kim Min-chu cho biết trong thông cáo hôm nay. Phó Đô đốc Kim thêm rằng sự thực hiện của tàu ngầm hạt nhân USS Michigan cũng thể hiện năng lực áp đảo và trạng thái sẵn sàng của Liên minh Mỹ-Hàn nhằm hiện thực hóa mục tiêu đảm bảo hòa bình bằng sức mạnh. Động thái diễn ra một ngày sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển, dường như để phản đối các cuộc tập trận chung giữa quân đội Mỹ và Hàn Quốc. Lần gần nhất tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa dẫn đường Mỹ cập cảng Hàn Quốc là hồi năm 2017, khi căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang lên mức cao. Thủy thủ đoàn tàu ngầm USS Michigan dự kiến tổ chức tập trận hiệp đồng tác chiến với Hải quân Hàn Quốc nhằm tăng cường khả năng phối hợp và đối phó với những mối đe dọa từ Triều Tiên. USS Michigan là tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio, mẫu tàu ngầm lớn nhất trong lịch sử Hải quân Mỹ với lượng dẫn nước là 18.750 tấn khi lặn và chiều dài 175 mét. Tổng cộng có 18 tàu được đóng trong giai đoạn từ năm 1976 đến năm 1977. Mỗi chiếc mang được 24 tên lửa đạn đạo Trident 2 với tầm bắn 11.300 km, có giá trị tương đương gần 3 tỷ USD hiện nay. Mỹ đã hoán cải 4 tàu ngầm lớp Ohio, trong đó có USS Michigan, bằng cách dỡ bỏ tên lửa đạn đạo và thay bằng tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk, cho phép mỗi chiếc mang được 154 quả đạn trong 22 ống phóng, nhiều hơn cả một biên đội tàu mặt nước. Tàu ngầm lớp Ohio từng nhiều lần được Washington sử dụng để phát tín hiệu trấn an đồng minh và răn đe đối thủ. Bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay cũng là bản tin khá là hay và hấp dẫn của mọi người. Của một thông tin chi tiết của bản tin thứ 5 trong ngày hôm nay thì chúng ta hãy bắt đầu đối với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha cả nhà. Đơn vị mũi nhọn Urina xích bị xóa sổ vì phản công. Gần 50 lính trong một đơn vị thuộc lữ đoàn số 37 Urina tham gia trận mở màn ở mặt trận Nam Donetsk, 30 người trong đó không trở về. Các binh sĩ thuộc lữ đoàn hải quân đánh bộ số 37 của Urina được huấn luyện kỹ càng và trang bị vũ khí chuẩn NATO
với nhiệm vụ làm mũi nhọn dọc thủng phòng tuyến Nga trong trận mở màn chiến dịch phản công được chờ đợi từ lâu. Tuy nhiên, họ là những người phải trả giá đắt nhất trong cuộc phản công mở màn. Lữ đoàn số 37 bắt đầu triển khai quân gần làng Velinka Novosika ở phía nam tỉnh Donetsk ngày 5 tháng 6. Chỉ 20 phút sau khi họ xuất quân, đạn cối Nga đã liên tiếp phát nổ quanh đội hình. Một binh sĩ 30 tuổi có biệt danh Lâm Bờ Sắc chứng kiến hai người ngồi chung xe bị chảy máu dữ dội, một người bị thương nặng và liên tục gọi tên người thân. Lâm Bờ Sắc lao ra khỏi xe, cố bò vào hố đạn pháo gần đó, nhưng mảnh văng từ một quả đạn cối đã xuyên cả đất và găm vào vai anh. Chúng tôi bỏ rơi trên chiến trường, không có xe tăng, chủ lực hay thiết giáp hạng nặng yểm trợ. Đạn cối bắn phá chỗ nắp của chúng tôi từ ba hướng, cả đơn vị không thể làm gì, Lâm Bờ Sắc nói. Đơn vị của Lâm Bờ Sắc có chưa đầy 50 người, trong đó có 30 người bị thiệt mạng, bị thương hoặc bị bắt làm tù binh. Năm xe thiết giáp của họ cũng bị phá hủy chỉ trong một giờ tiến quân. Lời kể của những người sống sót, bao gồm binh sĩ Urena huấn luyện tại châu Âu và tình nguyện Mỹ, cho thấy sự ác liệt của chiến dịch phản công, khác xa với những tuyên bố tích cực của quân đội. Thiệt hại nặng với lữ đoàn của Lâm Bờ Sắc cũng cho thấy cái giá mà lãnh đạo Urena sẵn sàng trả để dập thủng phòng tuyến Nga. Giới chức Urena tuyên bố đã giành lại được một số làng nằm trên tuyến đường gần ranh giới giữa tỉnh Zaporizhia và Donetsk, cách thành phố Mariupol khoảng 140 km về phía bắc. Sergei Kochachiki, phát ngôn viên lữ đoàn hải quân đánh bộ độc lập số 35, nói rằng đơn vị này đã tham gia tấn công hai làng mà không có trang thiết bị do phương Tây viện trợ. Khác với một số lữ đoàn được coi là nắm đắp thép của Urena, toàn bộ binh sĩ lữ đoàn số 35 chưa từng ra nước ngoài huấn luyện. Vết thương của Lâm Bờ Sắc nhẹ hơn nhiều so với các đồng đội, nhưng mảnh đạn vẫn găm trong vai ở khiến anh khó sử dụng vũ khí. Người lính này dự định trở lại thủ đô Kiev để điều trị, trong khi Jay muốn tiếp tục tham chiến và thế chỗ những người đã mệt mỏi sau trận mở màn. Chúng tôi phải tiếp tục tiến lên, tất cả đều sợ chết, nhưng hiểu rằng không có sự lựa chọn nào khác, Ray cho hay. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của kênh mình nhé. Vậy để ủng hộ cho kênh thì các bạn hãy cho kênh một like, một chia sẻ, một đăng ký cũng như là bật cái chuông để nhận được những thông báo về kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và để góp ý cho kênh của mình càng ngày càng hoàn thiện và càng ngày càng phát triển nhiều hơn thì các bạn hãy để những cái lời nhận xét của các bạn ở dưới phần bình luận. Mình sẽ đọc và cố gắng tiếp thu và sẽ gọi là phát triển nhiều hơn để kênh của mình càng ngày càng đem đến cho các bạn nhiều tin tức hay và hấp dẫn hơn nữa nha cả nhà. Và bây giờ, thay mặt cho kênh Tin Tức Nóng Chọn Lọc ngày hôm nay, thì mình xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video này, đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Thì sẽ mong các bạn càng ngày càng ủng hộ kênh mình nhiều hơn nữa trong thời gian sắp tới nha mọi người. Và bây giờ thì xin chào, tạm biệt tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người vào những bản tin tiếp theo nha. Bye bye.